Thưa quý vị và các bạn, tính tới thời điểm hiện tại, học sinh, sinh viên trên cả nước đã nghỉ học 4 tuần do dịch bệnh viêm đường hô hấp COVID-19. Và cứ đến thứ 6 hàng tuần, thông tin được hàng triệu phụ huynh mong đợi là việc học của học sinh, sinh viên liệu có tiếp tục được nghỉ học trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp hay không? Vâng, tính đến cuối giờ chiều nay 28 tháng 2, có hơn 40 tỉnh thành thông báo cho học sinh trung học phổ thông đến trường từ đầu tháng 3. Còn các cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở tiếp tục nghỉ. Trước đó thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có đề xuất về việc này. Theo đó, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn đề nghị, nhiều tỉnh quyết định cho học sinh trung học phổ thông đi học từ ngày 2 tháng 3. Các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục nghỉ. Thời gian nghỉ từ 1 đến 2 tuần, tùy thuộc vào quyết định của từng tỉnh thành. Riêng tỉnh Tiền Giang, học sinh, học viên các cấp bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, kể cả học viên các trung tâm ngoại ngữ, tin học, dạy thêm học thêm, các trường, trung tâm trên địa bàn tỉnh tiếp tục được nghỉ từ ngày 2 tháng 3 đến hết ngày 8 tháng 3. Tại Quảng Ninh, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa thông báo cho học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở được nghỉ học thêm 2 tuần nữa, thay đổi so với lịch đã thông báo trước đó. Riêng học sinh trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên và sinh viên vẫn đi học trở lại từ ngày 2 tháng 3. Và trước đó thì chiều ngày 27 tháng 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, xem xét và quyết định để cho trẻ mầm non hoặc là học sinh tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục nghỉ từ 1 cho đến 2 tuần. Vâng, Bộ cũng có văn bản về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Cụ thể là năm học dự kiến kết thúc trước ngày 30 tháng 6, hoàn thành tuyển sinh lớp 10 trước ngày 15 tháng 8 và thi trung học phổ thông quốc gia từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7.